Mì ăn liền luôn nha anh em. Lông bóng mượt luôn à. Mặt hợp lệ luôn đây. À đó. Đâu. Rồi. Hồi sức. Đâu. Rồi. Đó, thấy chưa? Tiền không có còn hơn còn tiền còn hơn thua tiền huấn luyện nữa nè. Đó. Đây, quay coi vòng vòng đi. Chưa. Đâu. Tiến lên đi. Rồi. Đó. Thấy chưa? Diễn diễn luôn, xiết luôn. Cho cho. Rồi. Đâu. Rồi. À, ghê chưa? Lên lòng. Bước lên lòng. Bước lên. Đó. Nằm xuống. Đó, huấn luyện bước ra đi. Diễn xiết luôn cho coi luôn. Bước ra. À, ghê chưa? Đó, huấn luyện không mười mấy triệu rồi đó. Rồi. Lên lòng. Vừa giữ nhà. Tôi chuẩn trúng mắt anh. Vừa giữ nhà, vừa sinh sản luôn. Có mấy xúc. Triệu bạc à. Xúc. Đâu, xúc. Rồi, thôi chào mọi người anh ơi, ngồi. Nè, mặt là hợp lệ luôn nè. Ba. Năm. Rồi, mấy vậy rồi. Một, lên lòng cái nữa coi. Một phút rồi. Lên lòng. Bước lên. Trong nhà, trong xưởng sinh sản luôn. Ok. Có em luôn, ngồi nhà đó đi. Em đó. Đây, về nhà. Ô, mới giữ nhà cho chủ mới nè. Đẻ ăn lứa lấy lại vốn có gì đâu. Còn hơn nữa. Bây giờ nằm đó đi. Về nhà mới đi nha em. Xuống đây. Chị bị mất phong long quá rồi đó. À, toàn là âm binh vô đó. À, nó dặn cái giòn. Ôi, đủ rồi.